Sao đuổi em đuổi cô Nga đi giờ? Cô đi chưa? Cô không đi bà, báo cho cô không đi bà. Đuổi mà không đi á? Vâng. Không đi vào thì sao? Không là em đuổi cô đi thì bà em lại mở cổng cho cô vào, xong là em nói chuyện với cô lúc sau thì cô tát cháu bà. Cô tát em hả? Vâng, cô tát. Cô dám tát em hả? Vâng, cô tát em thôi, em nói bà em cứ bênh cô. Ờ, sao em sao mà cô... để cho cô đánh bây giờ? Cô tát em xong em không hất bà. Em bảo bà nhưng bà cứ bênh cô ấy anh ạ. Giờ sao không? Nó đỏ hết mặt lên rồi này. Cô tát cháu. Vậy xong bảo bà cô tát đánh cháu. Chuẩn bị đi kể anh Khánh. Ừ, không. Đấy. Vâng vâng vâng. Cái mặc đẹp quá mày. Không, cái mặc cho... còn đủ này với trong rồi. Mang cho mẹ cũng còn đủ gì vậy? Mày lội chân à? Ừ. Lội chân à? Ừ. Em đi trên đất đi. Ê, mẹ mặc cái nào vậy? Cái nào luôn. Ừ, thôi mẹ con mình cấy nốt chỗ này là nghỉ buổi chiều mẹ. Đó là hôm sau nhổ mạ chỗ khác rồi cấy ruộng bằng sau chỗ là nhóm bì nhá. Ấy chưa dùng đấy nước cạn chưa? Đấy con phải ra thăm nước gần cạn đấy. Này nhiều phết đấy không cấy hết không phải đơn giản đâu. Buổi chiều mà nhiều mạ. Đóng nhỏ mỗi cái nắm này cấy bao nhiêu phút vậy? Ấy đi mà còn mày mà cái quần nào nữa hai mà con mình mua số bằng nhau mà. Là luôn. Nhà toàn người gầy. Con này bị rách nước vào rồi. Hả? Con này bị rách nước vào rồi. Con nước vào rồi đấy, cốt là chống bùn rồi. Không bị sẻ chân đấy tối rồi mẹ ra đi phá. Mẹ đi cái này à? Ừ, đưa nó lấy cho mẹ. Thôi con nó mũ cho mẹ. Mẹ cái này. Thôi hết lấy vào, không con đội nó ấy, mẹ đầu kia con đội nó ấy. Đội vào con đi nắng về lại ốm người lên, người toàn người. Đấy người gầy rồi. Cái những con mẹ từ là tối lúc tôi là xong xong dụng đấy nhỉ. Cái này đủ mạ nhỉ. Đủ. Nếu không đủ là hòa thì em nhổ thêm một ít nữa nhá, đâu để anh ấy. Ruộng còn ít nữa sao ấy? Hả? Ở ruộng hình như còn ít nữa sao ấy? Ruộng mấy đóm ấy. Ơ? 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 Sao lại xuống đây? Sao xuống đây? Em vào thế vào đây mà. Hả? Hả? Em vào nhưng mà em đuổi cô Ngát đi. Nhưng mà em ném đồ cô đi nhưng cô vẫn vào nhà em ấy. Sao? Sao đuổi em đuổi cô Ngát đi giờ? Cô đi chưa? Cô không đi bà ạ. Báo cô không đi bà ạ. Đuổi mà không đi á? Vâng. Không đi vào thì sao? Không là em đuổi cô đi thì bà em lại mở cổng cho cô vào, xong là em nói chuyện với cô lúc sau thì cô tát cháu bà. Cô tát em hả? Vâng, cô tát. Cô dám tát em hả? Vâng, cô tát em thôi, em nói bà em cứ bênh cô. Rồi, sao em sao cô... mà để cho cô đánh bây giờ? Cô tát em xong em không hất bà. Em bảo bà nhưng bà cứ bênh cô ấy anh ạ. Giờ sao không? Nó đỏ hết mặt lên rồi này. Cô tát cháu. Vậy xong bảo bà cô tát đánh cháu. Em bảo bà nhưng bà bảo là hộn với cô ấy, cô tát một cái là còn nhẹ, cô còn vào bà phải tát thêm mấy phát nữa. Rồi, thôi thôi bà cháu có mà hay là nó lại cho ăn bồ mê thuốc ngủ rồi. Cháu về cháu vứt hết đồ cô đi rồi, chú đuổi cho khỏi cổng, chú khóa cổng đuổi lại rồi. Đuổi cút luôn đi, đã vậy đuổi cút vứt hết quần áo đi. Vâng, cháu đuổi hết rồi nhưng bà cháu lại mở cổng cho cô vào bà. Sao mà bà về xong kể hết chuyện cho bà nghe chưa? Kể cho bà nghe, anh bảo là kể cái chuyện bảo hoàn toàn không phải con cô Ngát chưa? Em bảo rồi nhưng bà bảo là em sợ bịa đặt lên thuyền. Bịa đặt lên thuyền thì bảo bà tin cô, tin vừa, tin cháu chứ. Thế là để em, để em cô bảo... đánh, cô đánh không đánh lại luôn cho cô phát. Em bảo cô, em bảo bà là nếu mà bà cần cô hơn thì sống cô cả đời được không? Nhưng mà bà đuổi em đi, bà không cần em. Bà không đuổi cháu đi á? Vâng, bà cháu đuổi cháu đi bà. Thôi, có lẽ nó lên nó bỏ bùa bà rồi không? Mà đi giờ ngày trước bà là bà quý cháu lắm cơ mà sao mà nay bà đuổi đi? Và bà em đuổi em đi hả? Bà đuổi em đi xong bây giờ đuổi em đi về để ngát lại. Vâng. Ôi giời. Bà em bảo là không còn đứa cháu nào mất dạy như em, bà em bảo là gọi cả mẹ về để đuổi em đi, không có cần em nữa. Thôi vậy ở đây thì bà nếu mà bà đuổi đi cháu ở đây thì bà cho cháu ở đây với giờ bà đi cấy cho cháu đi với. Ở giờ bố em ấy. Nhưng mà hình như bố gọi điện bảo đang về hay sao ấy. Bố về hả? Bố về thì kệ, bố mày sợ thì bố mày phải sợ. À hôm nay bố bảo bố về này, hôm nay bố bảo bố về đấy, Tết bố về như mẹ bố mày khát tao không phải sợ mày ở đây bá không phải sợ bố hơn thằng Khánh. Nhưng con... bố mẹ bố biết con nhau yêu nhau rồi sao? Biết cái làm gì phải sợ, là yêu chúng hai đứa yêu nhau đố bố mày cấm nói. Trước cấm tôi Ngọc ở đây bố đã không cho ở đây nữa này. Bác lại chửi cháu đấy bá. Cứ thôi. Ở đây đi bá. Bây giờ cháu đi đâu bây giờ bá? Bây giờ cháu biết đi đâu? Bây giờ cháu bá bảo là cháu cứ ở đây bá, bây giờ thì nữa bá Khánh đi cấy con cháu ở nhà nghe chưa? Bây giờ cháu ở nhà còn bá Khánh đi cấy nốt cái ba mạ kia, xong rồi bá Khánh về. Anh em đi cấy với. Không, em ở nhà đi. Còn đi rồi, bá bảo nếu mà bà bảo là bà bảo bà không cần cháu nữa.
Vâng, bà bảo là bà không cần cháu nữa. Bây giờ cháu hội với người lớn, bà sẽ đuổi sẽ đi. Bây giờ thà ở cô ngất hơn ở với cháu. Bà bảo vậy. Ôi thôi bà, cháu chắc là nó lại cho ăn cái gì vừa rồi. Giờ bà cháu phải bảo là bà ơi, cô lừa đấy, cô không. Bây giờ đấy không không phải không phải con cô đâu. Bây giờ cháu phải nói vậy. Bây giờ trông lên để bảo mới để cô đánh vào mặt cho mà là mình chịu được chứ. Cô tát vào mặt cháu, cháu bảo bà cháu cứ bênh cô với bà bảo là. Nhưng mà em nói hối với cô đâu mà cô tát. Em bảo cô là cho cô cứ ở nhà. Em bảo là con cái thằng kia đấy không phải con của cô. Bắt đầu cô điên lên, chắc chúng tim đen sao cô điên lên cô tát em ấy. Bảo không, bảo bà yên, cháu nói cho bà nghe, cháu với là cháu của bà này rồi ôi không bảo vậy. Cháu bảo nhưng bà cháu không nghe cháu, bây giờ bà cháu chỉ có tin một mình cô thôi. Vậy là bà đuổi em đi luôn. Bà đuổi em đi luôn anh, bà bảo không cần em nào, nữa. Không cầm bộ nào đi à? Không, bà đuổi em đi là em đi luôn ấy. Ôi chắc bà nóng bà đuổi em tí, anh đi cái nốt bao gạo đấy, anh bao lúa này. Thôi anh làm anh, à? Anh xem cho em ở chỗ nào chứ. Chắc ở nhà anh thì bố anh về, bây giờ em không về nhà bà được. Bà cứ ở đây bà, không phải sợ. Bác ghét cháu quá bà. Bây giờ bác cái gì, bác cái bây giờ là bà đã khổ như thế này rồi. Giờ bác cái định làm hai đứa mày khổ nữa không? Vì bây giờ để thua thì nó à? Thua làm sao được? Bây giờ không để cho con ngáp nó thích làm gì thì làm, mà bố mày thích làm gì thì làm. Con mày không sợ? Cô ở nhà cháu lúc nào thêm dầu vào lửa xong rồi sao không phản chú mà nó mới phát? Cô đánh cô tạt cho phát, tạt lại cho cô phát nhịn. Giờ ôm cháu nhá, bây giờ mẹ đã không ở nhà, mẹ đi làm sao rồi, bảo ba phải nghe con bây giờ con mới là con cháu của bà này. Giờ mày bảo vậy, bây giờ mình đẻ nên đánh rồi. Ôi sao mà thế cô tạt cháu lúc đấy bà cháu đi xuống luôn. Thế là bà cháu không có tin cháu gì cả, chỉ có tin sao? Bà cháu không một con này thôi. Nó quá vậy, bây giờ cháu phải bảo về này đi rồi. Bà ơi, bà phải nghe con này, con nói cho bà nghe. Để con nói hết sự tình cho bà nghe rồi bà đấy sao lại bà cứ nghe nó là làm sao? Nhưng mà bây giờ cháu nói gì bà cháu không nghe, giờ cô tát cháu bà cháu chả bây giờ em xuống đây cũng không được, ở xuống đây tí bố anh về rồi đâu. Bố anh bắt được anh em mình ở đây đâu, bố anh chửi chết đi. Bây giờ em phải đi đâu anh? Không biết bà em ba đuổi ở đây nhớ đâu, bố đổi ý sao? Bố đổi ý bố cho Ngọc đây sao? Bố mày nhỉ? Biết là bố mày hăng rồi về để xem bố về như nào rồi chứ. Bây giờ bố mày thích đuổi ai thì bố mày đuổi. Bây giờ bố mày lúc nào cũng vậy, bố mày cứ mình bố mày ý bây giờ không ấy. Cứ ở đây. Không đi cấy, nay không đi cấy giờ cháu ở đây. Hôm qua đi cấy được ngất ra đấy rồi, bà có đoán đi cấy nữa. Nay em ăn no rồi cho em đi với. Không ấy là con bao kia. Bà vừa chửi cho có làm gì đã được về nhà ăn cơm mà. Con mất là ăn được cái hồn nào chưa về nhà mà đòi đi cấy ở nhà đấy, không phải đi cấy. Ở nhà dí vào trong kia gói nốt mấy đồ hàng cho anh. Rồi anh đi cấy nốt bao mà. Xong gần tối cháu nấu cơm cho bán hay chưa? Gần tối thôi cứ ở đây, bây giờ không biết gì là cháu bảo vậy thì là bà đang nóng thì cháu cứ ở đây vì bà đã. Ở đây hơn bà Vinh Thánh đi cái nốt cái bao mạng kia xong rồi bé xong rồi tối ăn cơm xong bà cháu mình tính. Còn bây giờ để xem bác khai bác kệ bác bè bác làm sao thì làm. Còn bây giờ cứ ở đây bà có bá rồi không phải sợ. Còn bây giờ là bà đang nghe cô ngát bà, bây giờ là bà không nghĩ đến cái gì đến con cháu nữa. Giờ trước đây bà có vậy không? Còn bây giờ bà trước đây á, bà cháu thương cháu lắm, bây giờ không biết làm sao. Cô cứ suốt ngày nào cũng nói về chuyện của cháu với Khánh, không là thêm dầu vào lửa ấy bà. Cháu đã bảo là cái thằng kia đấy không phải con của cô đâu mà bà cháu không nghe. Bà cháu bảo là chả lẽ người ta lại mang người ngoài vào để gả cho nhà mình à? Xong rồi bà cháu cái này kia bà bảo là bà không hiểu được đâu. Đó bà làm sao mà biết được, hiểu được cái giờ con người thay đổi tính nết liên tục, bà không hiểu được đâu. Thôi bây giờ em cửa ở nhà đi, để anh ra cưới nước bao lại cho anh. Cháu có sao có bà mở cửa có ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ đói thì mang cơm ăn đi chưa, còn bà mình Khánh đi cưới nốt. Đi mang cơm ra mà ăn xong rồi gần tối không ở nhà, mẹ gần tối là nấu cơm cho bá. Cứ ở đây không phải đi đâu tất cả. Bà đi cấy đi. Đi vào trong nhà đi. Cơm vợ. Bá mới phải đi cấy đi. Nhà ngoài nhà đấy. Đã anh nhá. Tôi cấy nước. Nước ba này bà đi nha, không mẹ anh. Đi em đi. Đi.